Xin chào mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Bây giờ mình cái tô màu xong nhé con. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Thank you.
Vậy là mình đã tô màu xong, nếu bạn nghe cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mình làm đây tô màu xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tô màu nha các bạn. Thank you.
đứng đầu. Vậy là mình đã tô màu xong, nếu bạn hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.